Trung Quốc đã chuẩn bị những gì để đối phó với thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đổ hàng tỷ USD để biến thành phố thành miếng bọt biển. Tại sao khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc vẫn dang dở? Lũ trồng lũ khiến Trung Quốc phải mở hồ chứa giữ nước. Người dân hoảng vì đường biến thành sông. Đã giải thích được lý do gây ra mưa kỷ lục ở Trung Quốc. Hóa ra không chỉ do bão Dosuri. Đổ hàng tỷ USD để biến thành phố thành miếng bọt biển. Tại sao khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc vẫn dang dở? Các nhà quy hoạch đô thị đang phải vật lộn để bắt kịp với những thay đổi đột ngột về lượng mưa do biến đổi khí hậu ở Trung Quốc. Ít nhất 30 triệu người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2023, trong đó có ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Tình trạng này đặt ra câu hỏi rằng Trung Quốc đã chuẩn bị những gì để đối phó với thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để đối phó với những trận mưa lớn sau trận lụt năm 2012 khiến 79 người thiệt mạng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi xây dựng các thành phố bọt biển. Ý tưởng này rất đơn giản, đó là tạo sân vườn trên mái nhà, vỉa hè có thể thấm nước, xây bể chứa ngầm và nhiều ứng dụng khác giống miếng bọt biển có thể hấp thụ lượng nước lớn, sau đó từ từ xả nước trở ra sông hoặc hồ chứa. Kể từ đó, hàng chục thành phố của Trung Quốc, từ Bắc Kinh ở phía Bắc đến Trùng Khánh ở phía Nam đều cam kết thực hiện chuyển đổi. Nhưng số người thiệt mạng ở miền Bắc Trung Quốc kể từ thứ Bảy tuần trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về việc liệu các chiến lược này có hiệu quả hay không. Vì nhiệt độ toàn cầu tăng cao khiến các trận mưa xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Ví dụ như sân bay Đại Hưng là một trung tâm hàng không lớn ở Bắc Kinh. Các hồ, bể chứa và hệ thống thoát nước của sân bay này được thiết kế để hấp thụ lượng nước mưa tương đương khoảng 1.300 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Được mệnh danh là sân bay bọt biển đầu tiên, nhưng một phần đường băng của Đại Hưng vẫn bị ngập nước khi thủ đô hứng chịu trận mưa kỷ lục. Ở tỉnh Hà Bắc lân cận, thành phố Hình Đài cũng là nạn nhân của các trận mưa lớn. Mặc dù thành phố này đã tham gia vào chiến dịch quốc gia từ năm 2016 để bổ sung nhiều bọt biển khi lượng mưa trút xuống, nước dâng vẫn khiến cho nhiều người thiệt mạng. Không chỉ riêng sân bay Đại Hưng hay thành phố Hình Đài phải chật vật vì mưa lũ, vào cuối thập kỷ trước, thành phố Trịnh Châu đã đầu tư 53,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7,4 tỷ USD để trang bị thêm cơ sở hạ tầng, biến thành phố thành miếng bọt biển. Tuy nhiên, vào năm 2021, một trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra khiến 380 người thiệt mạng và cuốn trôi khoảng 41 tỷ nhân dân tệ tài sản. Theo nhà nghiên cứu Hong Jiang-su tại Đại học Quốc gia Australia, chiến lược thành phố bọt biển của Trung Quốc có một vấn đề nghiêm trọng là không tính đến các điều kiện thời tiết cực đoan hay các thảm họa. Nhà nghiên cứu Li Zhao tại Greenpeace cho biết các cơ sở hạ tầng được thiết kế để đối phó với lượng mưa của năm 2014 đổ về trước, còn những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện tại vượt xa những gì mà hệ thống có thể đối phó. Giám đốc Ma Jun của Viện Công cộng và Môi trường đánh giá chiến lược thành phố bọt biển rất hữu ích. Song các chiến thuật đơn lẻ không thể đối phó với trường hợp cực đoan và cần kết hợp với các biện pháp khác. Ông nói ngay cả miếng bọt biển thật cũng chỉ hút được đến một lượng nước nhất định. Lũ lụt không phải là vấn đề mới ở Trung Quốc. Sự phát triển của đô thị đã gây căng thẳng cho công tác đối phó thiên tai. Các thành phố lấn chiếm hệ thống thoát nước tự nhiên như hồ, đầm lầy và rừng. Điều này buộc Trung Quốc phải xây dựng cơ sở hạ tầng mới để xử lý nước mưa. Việc mở rộng các công viên đô thị và vườn trên mái nhà có thể làm giảm bớt những hiểm họa thời tiết ở mức độ nhất định. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Hong Jiang-su đề xuất khôi phục các tuyến đường thủy bị bỏ hoang từ thời nhà Thanh để thoát lũ. Ông cho rằng chính quyền cũng nên cải thiện hệ thống cảnh báo để giảm thiểu thiệt hại. Lũ trồng lũ khiến Trung Quốc phải mở hồ chứa giữ nước. Người dân hoảng vì đường biến thành sông. Bị ảnh hưởng bởi lũ thượng nguồn, nguy cơ lũ sông và ngập úng đô thị ở thành phố Trác Châu đang ngày càng gia tăng, tình hình kiểm soát lũ trở nên rất nghiêm trọng. Triệu Tân, người thường xuyên lái xe dọc đường Đằng Phi, Trác Châu, Hà Bắc Trung Quốc 3 năm qua, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ đi thuyền trên con đường này. Từ độ ngập của các biển báo và cây cối hai bên đường, anh ước lượng bằng mắt thường khoảng cách giữa thuyền và mặt đường phải từ 3 đến 4 mét. Triệu Tân và một số công nhân khác đã được một đội cứu hộ giải cứu. Trước đó anh bị mắc kẹt trong vùng lũ hơn 24 giờ. Bị ảnh hưởng bởi lũ thượng nguồn, nguy cơ lũ sông và ngập úng đô thị thành phố Trác Châu ngày càng gia tăng, tình hình kiểm soát lũ trở nên nghiêm trọng. Trên tuyến đường Đằng Phi dài vài km, thuyền cứu hộ di chuyển lênh đênh trên mặt nước. Sáng hôm qua tôi còn đang làm việc ở công trường, không ngờ đến buổi chiều lũ đột ngột tràn về. Triệu Tân cho biết sau khi lũ tràn vào công trường,
Anh đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống thấy bốn bề là nước. Do bị mắc kẹt nên điện thoại di động của Triệu Tân đã hết pin. Tình cảnh của những công nhân khác cũng vậy. Anh không biết mình đã có được bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn trong khoảng thời gian mất liên lạc. Ngồi trên thuyền cứu hộ, Triệu Tân đầu bù tóc rối, nhìn chăm chăm về phía trước đường đằng phì. Do chịu ảnh hưởng của cơn bão Dosori và không khí lạnh ấm, mưa lớn ở Hà Bắc kéo dài gần 144 giờ, từ 8 giờ ngày 27 tháng 7 đến 8 giờ ngày 2 tháng 8, với lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 146,2mm, tương đương với 27,5 tỷ mét khối nước, gấp đôi tổng dung tích chứa của các hồ chứa cỡ lớn và vừa ở tỉnh Hà Bắc. Để phục vụ công tác phòng chống và ứng phó bão lũ, các tỉnh Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Tây đã chia sẻ thông tin phối hợp điều tiết, điều phối 32 hồ chứa nước lớn và vừa cắt đỉnh, chặn đỉnh lũ. Trong đó, Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa giữ nước giúp giảm 1,8 tỷ mét khối nước lũ, đóng vai trò quan trọng trong việc phân lũ và giữ lũ. Hiện tại, về cơ bản, các hồ chứa và tuyến đê quan trọng ở Hồ Bắc không có nguy cơ bị vỡ, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống cơ sở hạ tầng chính của địa phương. Hà Bắc đã điều động tổng cộng 4.705 đội khẩn cấp với hơn 100.000 người và tổng cộng 2.217 tổ công tác đã được điều động đến các khu vực có lượng mưa lớn, thực hiện công tác cứu hộ. Đối với thành phố Trác Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, công tác cứu hộ đang được thực hiện khẩn trương. Người phụ trách Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hà Bắc cho biết đợt mưa hiện tại vẫn chưa kết thúc, vẫn còn mưa lớn cục bộ, lưu lượng xả của hồ vẫn ở mức cao nên tình trạng lũ chồng lũ vẫn tiếp diễn. Tình hình chống lũ vẫn rất căng thẳng. Đã giải thích được lý do gây ra mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Dosori. Điều gì đã gây ra đợt mưa kỷ lục khiến cho Bắc Kinh, Trung Quốc và các tỉnh lân cận ngập lụt nghiêm trọng? Ban đầu nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của bão Dosori, dù cơn bão này đã tan, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục đã khiến cho Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngập nặng. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến đợt mưa này được cho là do bão Dosori. Nhưng trên thực tế, mưa ở mức độ như thế sau khi một cơn bão đã yếu, thậm chí đã tan là rất khác thường. Vậy lý do thực sự là gì? Các nhà khí tượng học Trung Quốc mới xác nhận rằng hóa ra bão Dosori không phải là thủ phạm duy nhất. Vì ngoài tàn dư của bão Dosori, chính việc bão Khanun di chuyển chậm ở phía tây Thái Bình Dương đã đưa các luồng khí ấm và ẩm cùng hơi nước vào, tạo ra điều kiện thuận lợi cho mưa to liên tiếp. Trang Reuters giải thích cụ thể rằng, khi những gì còn lại của những đám mây mang mưa bay về phía Bắc, một hệ thống áp suất cao lục địa và cận nhiệt đới trong bầu khí quyển chặn lại đường bay về phía Bắc và phía Đông của chúng. Điều này dẫn đến việc hơi nước cứ liên tục tích tụ, có thể tưởng tượng giống như là một con đập bị giữ nước lại. Tiếp theo, những đặc điểm địa hình của khu vực cũng làm ảnh hưởng đến thời tiết. Khi một lượng lớn hơi nước tập trung ở phía Bắc Trung Quốc, thì nó bị gió ở dưới thấp đẩy lên cao hơn, dồn lượng hơi nước mưa đó về phía đông của dãy núi Thái Hành Sơn. Đây chính là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu của Bắc Kinh. Còn nữa, một loạt những đám mây đối lưu cũng tập trung lại phía trên khu vực này, góp phần tạo ra mưa lớn kéo dài, càng gây ra nhiều thiệt hại. Như vậy, có thể hiểu rằng mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt ở Trung Quốc là do hai cơn bão Dosori và Khanun cộng thêm yếu tố địa hình, chứ không chỉ đơn giản là do ảnh hưởng của một cơn bão. Ngoài Bắc Kinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trác Châu, một thành phố nhỏ ở tỉnh Hà Bắc giáp với phía tây nam thủ đô. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi các nhà lãnh đạo Trung Quốc về tình hình mưa lũ, bày tỏ sự chia sẻ trước những mất mát mà nước này đang phải gánh chịu. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!